Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Mão, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành nghiên mệnh, Kim Bạch Kim, ngày Quý Mão, tức Can Sinh Chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm, Kim Bạch Kim, Kỷ Tuổi, Đinh Dậu, Tân Dậu, ngày thuộc hành Kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi, nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Mão, lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi, thành mộc cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hải Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tuất, Canh Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có sao tốt như sao Yếu Yin hay còn gọi là sao Thiên Quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại, xấu mọi việc, sao Nguyệt Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao Câu Trận, kỵ về an táng, sao Nguyệt Kiến chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao Thiên Địa chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao Độc Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xe bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Tây Bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Hỏa Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có sự vô lễ với bạn tuổi Tý, dễ làm cho người lớn tuổi phật ý, cho dù nó không phải là mục đích của bạn. Và dù với bạn tuổi Tý có lỗi hay là không thì bạn cũng nên nhún nhường một chút trong ngày hôm nay nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn trở thành một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu. Thế nên trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tý, bạn sẽ khiến cho mọi người, đặc biệt là một nửa của mình, cảm thấy dễ chịu vì được tôn trọng, được yêu thương và được lắng nghe. Vì vậy với bạn tuổi Tý, hãy thể hiện bằng tất cả sự chân thành của mình bạn tuổi Tý nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu đời sống tình cảm của bạn đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý, đem đến sự ngọt ngào cho những phút giây lãng mạn. Dường như đối với bạn trong những ngày này, quan trọng nhất là những phút ở bên cạnh người mà mình yêu thương nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, thông minh, tinh tế, có khả năng gắn kết mọi người với nhau. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, công việc được thuận lợi, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cần phải quyết đoán hơn, chớ nên chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, có được cơ hội thăng tiến, hãy mạnh dạn để nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 57, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn đang làm việc trong các lĩnh vực như là luật sư, y học, khoa học, tôn giáo, với bạn sẽ có cơ hội phát huy năng lực của bản thân mình, không chỉ nâng cấp uy tín mà quyền uy của bạn cũng được nhân rộng nữa. Tuy nhiên, ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu cũng rất dễ phạm phải những sai lầm và không phải ai cũng dễ dàng thừa nhận những sai lầm của mình, nhất là khi con người chúng ta đều có sự kiêu hãnh, ngạo mạn riêng. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu, bạn nên thẳng thắn đối diện với những khuyết điểm của mình nhé. Với bạn tuổi Sửu, bạn là người giỏi trong việc này nhưng cũng có thể sẽ yếu kém trong việc khác. Vì vậy, chẳng ai là người hoàn hảo cả. Với bạn tuổi Sửu, bạn hiểu rằng việc thừa nhận thất bại cũng sẽ giúp cho bạn trưởng thành hơn, giúp cho bạn có được những hướng đi mới trong đời sống và được mọi người thấu hiểu như một con người chính trực và thẳng thắn nữa bạn tuổi Sửu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nhanh chóng đưa ra được các cách giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa đừng dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 84, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ mang lại cho bạn có được sự hòa hợp trong các quyết định đối với bạn ngày hôm nay. Và đây là lúc liên quan tới các quyết định lớn như là mua xe, mua nhà hay là kết hôn. Vì thế với bạn tuổi Dần nên suy nghĩ cho thật kỹ càng trước khi đưa ra lựa chọn cho mình, bởi vì như thế bạn sẽ không hối tiếc vì những lựa chọn của bản thân mình nữa. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ mà các vấn đề về tiền bạc không còn gây sức ép lên cho bạn nữa. Cuộc sống của bạn trở nên dễ thở hơn khi không phải loay hoay để xử lý chuyện tiền nong như trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ngày này, bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là trở nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác và đôi khi thay đổi góc độ quan sát vấn đề sẽ giúp cho bạn tìm ra được hướng giải quyết công việc một cách đơn giản và dễ dàng hơn nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có được cơ hội nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ có được cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, tăng thu nhập cho mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc đóng góp được cấp trên ghi nhận và khen thưởng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim nên có kế hoạch thực hiện những công việc sao cho phù hợp trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 76, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tốt, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022.
Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có thể sẽ phát tài nhanh chóng dựa vào vận may của mình trong ngày hôm nay. Và cũng có thể mối đầu tư từ trước đó của bạn đang có được những bước tiến triển tích cực đến mức chính bạn cũng không ngờ tới được. Phát tài nhanh chóng dựa vào vận may của mình là điều mà ai cũng mong muốn được hưởng. Thế nhưng với bạn tuổi Mão, không nên phụ thuộc quá nhiều vào vận may để làm mọi việc. Hơn nữa, nếu như quá phụ thuộc vào việc gì đó, với bạn sẽ trở thành người thiếu đi năng lực xử lý những công việc khác. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão á, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn nên xuất hành vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng tốt để cho công việc của mình thêm phần thuận lợi hơn. Hướng tốt trong ngày đó là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Đây là hai hướng giúp cho bạn gặp nhiều may mắn suôn sẻ trong mọi công việc. Vài câu quý cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, không nên quá dựa dẫm vào bất cứ ai hoặc là điều gì. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa có thể sẽ phát tài dựa vào vận may của mình trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ cần phải chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội đến với mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim nhận được niềm vui bất ngờ ập đến. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 54, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại. Điều này cho thấy sự dũng cảm và nghiêm khắc là vô cùng cần thiết đối với bạn trong ngày hôm nay. Và một tình huống nào đó mà với bạn tuổi Thìn rơi vào sẽ khiến cho bạn phải nỗ lực để đối mặt và tìm ra cách để xoay chuyển thay vì giữ im lặng. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn á, cũng đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ. Điều này sẽ rất tốt cho bạn, chứng minh cho mọi người thấy tầm quan trọng và sức ảnh hưởng, sự thông minh của mình thông qua việc thể hiện trong cách ứng xử, cách giải quyết các vấn đề thay vì ngại ngần. Với bạn tuổi Thìn, hãy tự tin vào bản thân mình để có thể làm tốt những việc mà mình muốn nữa bạn tuổi Thìn nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này sẽ tác động tiêu cực tới tình hình tài chính của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Thìn đang có xu hướng chi nhiều hơn thu và hầu hết các khoản chi mua sắm là để cho người khác. Cho nên với bạn tuổi Thìn không ít tiền, nhưng đến khi xem xét lại tài khoản tiết kiệm của bạn, bạn sẽ cảm thấy lo lắng nhiều hơn nữa. Vài câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, đừng quá quan tâm tới những kẻ tiểu nhân sau lưng mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, dễ gặp phải trục trặc liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, hãy tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 57, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ giữa bạn tuổi Tỵ và nửa kia của mình đang rất hòa hợp với nhau, bởi hai người luôn chia sẻ mọi suy nghĩ và dự định trong lòng với nhau. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn không sợ đối đầu với những khó khăn, bởi bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng thuận thì có thể cùng nhau giải quyết được mọi vấn đề mà cuộc sống đặt ra.
Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, cũng dần mở rộng lòng hơn với những người khác giới. Với bạn tuổi Tỵ, bạn nhận thấy rằng muốn tìm được người như ý thì bản thân mình cũng cần phải chủ động hơn, không nên chỉ ngồi yên một chỗ chờ đợi người khác đến với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy con đường sự nghiệp của bạn đang rất rộng mở. Với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải tin tưởng hơn vào năng lực của bản thân mình và ở trong một tư thế sẵn sàng để nắm bắt cơ hội. Cơ hội sẽ đến với người biết chuẩn bị và đó chính là thời điểm để cho bạn bứt phá để thành công bạn tuổi Tỵ nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa luôn cố gắng để mở rộng lòng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc có được cơ hội tiến xa hơn nữa trong tương lai. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim có trách nhiệm với công việc được mọi người tin tưởng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy có suy nghĩ cởi mở hơn trong mọi chuyện. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 70, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Ngọ đang có điềm báo sẽ rất có thể sẽ đánh mất đi một khoản tiền kha khá trong ngày hôm nay vì sự bất cẩn của mình. Với bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải cẩn trọng hơn với ví tiền của mình, cũng nên tránh xa những kẻ tiểu nhân, những kẻ xấu xung quanh mình ngày hôm nay. Với bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này sẽ gặp phải khó khăn trong việc đáp ứng một thời hạn nào đó đã cận kề dưới sự tác động của thiên quan gây ra. Ngoài ra, với bạn tuổi Ngọ, một việc bất ngờ sẽ đến khiến cho bạn càng bối rối vì không thể nào linh hoạt đáp ứng đủ cho mọi yêu cầu, mọi yếu tố liên quan. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm, đặc biệt là tình yêu lứa đôi. Không những thế, lúc này gia đình của bạn là bến đỗ cho bạn sau những phút giây làm việc căng thẳng và mệt nhoài nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim làm việc trong bầu không khí căng thẳng, mệt mỏi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy dễ mất bình tĩnh, gay gổ với người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa dễ bỏ dở công việc giữa chừng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc tôn trọng người lớn tuổi trong gia đình. Vậy đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 54, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ. Điều này sẽ mang tới đời sống tình cảm cho bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay có được những phút giây lãng mạn thăng hoa, mọi người đều muốn ở bên yêu thương và chia sẻ với bạn những cảm xúc lãng mạn ngọt ngào nhất có thể nữa. Lại thêm trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn có được cảm giác tự tin hơn với sức sáng tạo của mình. Và với bạn tuổi Mùi, bạn có thể dành hàng giờ cho công việc, thậm chí là bạn không cần có những lời động viên nào, cũng có thể hoàn toàn tập trung và làm việc ở mức năng lượng cao nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này lại khiến cho tiền bạc của bạn lại đang có dấu hiệu bị hao hụt. Và nếu như bạn gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc, bạn nên nhờ người thân tạm thời giúp đỡ và
nhớ trả cho họ đúng hạn, chớ nên hứa suông rồi bỏ đó bạn tuổi Mùi nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, không nên cố chấp với quan điểm của riêng mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, chú ý trong cách nói năng, tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 71, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp ngày có kiếp tài gây rối. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thân có thể sẽ phải vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Có thể những mối quan hệ mà bạn xây dựng quá mức phức tạp, đây là thời điểm thích hợp để cho bạn nhận ra người tốt kẻ xấu với mình. Với bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn vốn là người thẳng thắn và bộc trực, song khi đối diện với những khó khăn, bạn không nên quá mức nhanh nhảu thực hiện những hành động không đúng mực, mà bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động để không khiến cho chuyện bé xé ra to bạn tuổi Thân nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân á, cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia cũng có thể sẽ xảy ra những tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường tình. Vì vậy, với bạn tuổi Thân, chớ nên nổi nóng và nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương bạn tuổi Thân nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, cần phải chú ý hơn trong việc hợp tác với mọi người. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, vướng phải sự tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, vợ chồng có sự bất đồng về quan điểm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, thời điểm này thích hợp để cho bạn nhận ra ai là người tốt, kẻ xấu. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, không nên làm việc theo ý thích của bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 66, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay có nhiều nỗi lo lắng, khiến cho thần kinh của bạn vô cùng là căng thẳng, thậm chí là có những sự xung đột nữa, nhưng điều đó là cần thiết. Tuy nhiên, trong công việc với bạn tuổi Dậu ngày hôm nay, đây là một ngày tương đối là thành công cho bạn khi bạn có được sự hỗ trợ và đạt được những thành quả bất ngờ dành cho mình. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, cũng có thể sẽ thất vọng về một ai đó dưới sự ảnh hưởng của tỵ kim gây ra. Và con người ta ai cũng có lúc mắc phải những sai lầm, cái quan trọng là phải biết thừa nhận và chấp nhận chúng và bước qua những sai lầm đó để làm mới bản thân, để thay đổi mình một cách tích cực hơn. Đây cũng là ngày để cho bạn tuổi Dậu quan tâm nhiều hơn tới gia đình của mình nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo sẽ có những dấu hiệu không tốt liên quan tới vấn đề về sức khỏe, và đã đến lúc với bạn tuổi Dậu phải học cách chăm sóc cho cơ thể của mình đúng cách, nên sắp xếp lại công việc để được đi ngủ sớm, ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa và hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và tinh thần của mình tốt hơn nữa bạn tuổi Dậu nhé.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự khâm phục và tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên quá mù quáng, vội vàng đưa ra quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 28, số 85, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp chia chở. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất nhận được nhiều sự đồng thuận của mọi người. Nếu như bạn chọn ngày này để ra mắt bạn trai hay là bạn gái cũng rất phù hợp với bạn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất lúc này cần chút yên tĩnh để tập trung cho sự nghiệp, vì có thể đây là lúc thời cơ đã đến. Nếu như có giai đoạn chuẩn bị thì tốt cho con đường công danh của bạn, cũng dễ bề thăng tiến hơn nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Điều này cho thấy với những kế hoạch về tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay có thể đang đi sai hướng, lệch đường, cho nên bạn mệnh tuổi Tuất bạn không được quá chủ quan. Dự báo cho thấy với bạn đang có nhiều vấn đề nảy sinh, bạn mệnh chưa suy nghĩ kỹ càng đã vội đưa ra quyết định, thậm chí là khá liều lĩnh khi không xem xét cẩn thận mà đưa tiền vào nơi không đảm bảo, dẫn đến mất tiền hao của là khó có thể tránh khỏi. Vài câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, cần phải chú ý ăn nói nếu không muốn nhận lại phải sự phản đối của mọi người. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, quá mức thẳng thắn dễ làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, không nên đầu tư khi chưa nắm bắt được thông tin rõ ràng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, hãy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 64, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi đang có mong muốn thay đổi thái độ tích cực hơn với các vấn đề liên quan tới tình cảm, với mong muốn tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp trước mặt một ai đó ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Hợi, bạn đang ra sức làm mới diện mạo của bản thân mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá vồ vập, vội vàng cho một mối quan hệ chưa chắc chắn đã là một cách hay. Vì vậy, với bạn cần phải từ tốn hơn nữa. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo sẽ gặp phải nhiều phiền toái, và khi mọi thứ rắc rối bất ngờ ập đến trước mặt bạn tuổi Hợi làm cho bạn phải đau đầu. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh thì có lẽ với bạn sẽ không gặp phải khó khăn để giải quyết chúng một cách ổn thỏa. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn trong khoảng thời gian này khá chi là lý tưởng. Với bạn sẽ có nhiều người đạt được số cân nặng như ý muốn, một số người hăng hái tập luyện thể dục thể thao đều đặn và cũng có được kết quả như kế hoạch mà mình đã đề ra ban đầu. Vài câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, không nên vội vàng bỏ cuộc khi mới gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, dễ có được sự
tự tin, sự tin tự của một nửa của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy thử lắng nghe quan điểm của người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hãy suy nghĩ tích cực hơn và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 72, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!